chúc quý vị có một ngày làm việc thoải mái, vui vẻ, và những ngày lễ sắp tới sẽ được nghỉ ngơi bên gia đình rất là hạnh phúc và đầm ấm. Trường Giang và kênh Bob TV YouTube sẽ có một vài các phối hợp, một vài pha phối hợp action để tạo ra những cái sản phẩm cười liên tục chắc chắn không thể thiếu, đó là sư phụ Phạm Phạm, đó là anh Hoài Linh, và người anh thân thiết là anh Chí Tài Nhật Cường, giống như cũng như là anh Long Đẹp Trai và các anh chị em trong Nụ Cười Mới. Và Trường Giang cũng xin nói là cái ý tưởng lần này á, đã nó không gì xa xôi hết trơn. Tất cả sẽ được Trường Giang bật mí trong live show lần này tại Phòng Trà Nam Quang vào ngày 16 tháng 5 năm 2014 với chủ đề Cốc ổi thành bom lê. Tuần kỷ niệm 15 năm ca hát của Hà ở tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng 5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Trong live show dấu ấn tủ của Quang Hà thì gồm chặng đường 15 năm ca hát, từ những ngày bắt đầu Hà bắt đầu chập chững đi hát cho đến ngày hôm nay. Và khách mời tham gia trong chương trình thì đều là những người rất là nổi tiếng và thân thiết đối với Quang Hà.